Thưa quý vị, sau những ngày oi nóng thì miền Bắc được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm nay, khiến trời chuyển mưa dông, mức nhiệt hạ thấp nhất là 21 độ. Từ ngày mai 25 đến 26 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Từ chiều nay 24, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Ngày 25 đến 26 tháng 4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, tại Nam Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài. Từ ngày 24 đến 25 tháng 4, Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 65%. Ngày 24 tháng 4, khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.